hình định tương tàn. Trẻ quá kinh luôn anh em ạ. Ôi. Trẻ quá kinh điển luôn. Siêu xòe và siêu trẻ. Em đang căng lửa. Úi, kinh chưa? Tháng 3 năm 2020 anh em nha. Em này non lên tháng 4 2019 chim bắt tổ. Đấy. Em nó là anh em ruột với em này này. Hai đại ca siêu chóe này. Ôi. Từ lúc nuôi đến bây giờ là em nó chưa căng lửa như này bây giờ. Đây là lần đầu tiên thấy em nó căng như thế. Nhưng mà chưa vào đỉnh đâu nhá. Cái này mới bắt đầu có lửa đâu. Chưa vào đỉnh được. Ôi. Trẻ liên tục này. Úi dồi ôi. Cá 10k anh em nhá. Chưa phải cám số, cá 10k đâu. Trẻ quá kinh. Úi dồi ôi. Đang rất hào hứng anh em ạ. Em mà chơi quá ác luôn. Tuyệt vời quá đi. Úi dồi ôi. Độ bền của em nó đây ok anh em nhá, hót từ sáng đến tối luôn. Nếu mà đem ra đồng để mà treo mồi thì không bao giờ thất vọng em nó luôn. Nhưng mà để nó sung như thế này thì từ lúc nuôi năm ngoái đến bây giờ chưa lúc nào nó sung như này. Nhưng mà mới bắt đầu có lửa thôi nhá, chắc chắn chưa phải đỉnh lửa. Từ sáng giờ là cho em nó kè đấu với 6 em rồi. Ôi, hai em tập sự anh em nhé. Em bên trái này dòng chuông kinh khủng. Kinh điển luôn này. Ôi trẻ suốt lên.
Thôi anh em nhá, cho em nó thể hiện thế được rồi, cho xả lửa thế được rồi. Như này cho bây giờ mình bỏ em nó ra, không cho nó đấu nữa, cho em nó ức, cho nó lên lửa càng nhanh. Cái này nếu mà ví dụ mà mai mà nắng thì đỉnh cao phong độ luôn, cứ như thế này một tuần nữa thì vang trời luôn anh em. Rồi chào cả nhà nhá, chúc anh em chơi chim luôn lựa được những em mộc bổi mà ưng ý nhất, những chiến binh tuyệt vời nhất. Rồi, bye nha.